Không ai ăn táo đỏ như đồ ăn vặt như Việt Nam mình hiện tại, phát ngôn của TikToker khiến mạng xã hội bùng nổ tranh cãi. Cụ thể, theo một TikToker có gần 700.000 người theo dõi, thì tại Tân Cương nói riêng hay Trung Quốc nói chung, táo đỏ thường chỉ được dùng để làm các món ăn và đồ uống như là pha trà, làm bánh, làm xôi, nấu canh. Họ rất ít khi ăn trực tiếp vì như vậy sẽ gây nóng trong người và không tốt cho sức khỏe. Còn nếu là món ăn vặt thì họ sẽ chế biến theo các cách như là hấp chín rồi phơi khô hoặc là kẹp thêm sữa lạc đà hoặc là hạt óc chó. Trong khi đó, cũng theo TikToker này, nhiều người Việt vì theo trào lưu trên TikTok hoặc là vì thấy táo đỏ dây cùi ăn dẻo, vị ngọt và hơi chua nhẹ nên đã biến nó trở thành món ăn vặt thịnh hành như hiện nay. Trước ý kiến này thì ngay lập tức cộng đồng mạng đã dấy lên những ý kiến trái chiều. Cụ thể thì rất nhiều người đã phản đối lời nói này bởi việc sử dụng táo đỏ như thế nào là sở thích và lựa chọn của mỗi người. Trong đó thì có một số cộng đồng mạng còn cho biết bản thân đã làm việc hoặc là thậm chí sống cùng với người Trung Quốc và họ vẫn sử dụng táo đỏ để ăn vặt như bình thường, song song với những mục đích khác. Vậy nên việc khẳng định không ăn táo đỏ như đồ ăn vặt như Việt Nam mình hiện tại là hoàn toàn không chính xác.